Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày, chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng, hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Băng trộm tới các căn nhà, nhà trọ rồi nói với người đi ra rằng để anh đóng cửa cho, rồi đột nhập vào bên trong lấy xe máy. Ngày 31 tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự BC02, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt Trần Quốc Kỳ, 47 tuổi, ngụ quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh; Trần Việt Trung, 37 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Viết Việt, 29 tuổi, ngụ thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương; Tô Hữu Đường, 34 tuổi, ngụ thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Công an cũng bắt Lê Hữu Điệp, 37 tuổi, ngụ thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, và Nguyễn Vĩnh Long, 36 tuổi, ngụ huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Đây là băng trộm cắp xe máy chuyên nghiệp, hoạt động liên tỉnh từ Thành phố Hồ Chí Minh xuống Bình Dương, vừa bị đội 2 BC02 làm chủ công, phối hợp với Công an quận Gò Vấp, Công an quận 12, Tân Bình triệt phá. Theo điều tra, Việt và Đường từng đi tù, quen biết đã lâu nên rủ nhau đột nhập nhà trọ, nhà dân lấy xe máy. Từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 13 tháng 10, cả hai đã liên tục thực hiện 6 vụ đột nhập, trộm xe máy liên trên địa bàn, quận huyện. Cụ thể, 3 vụ tại quận Bình Thạnh, 2 vụ tại quận Gò Vấp, một vụ tại Thủ Đức. Chiêu thức của cả hai là theo dõi các nhà trọ có đông người ở, an ninh lỏng lẻo để lấy trộm xe. Cụ thể, vào ngày 24 tháng 9, Đường và Việt đến căn nhà trên đường Đặng Thùy Trâm, phường 13, quận Bình Thạnh, thấy mở cửa, bên trong có người dắt xe ra. Việt chạy xe tới, Đường ngồi sau nói to, để anh đóng cửa cho. Cả hai đóng giả như là người đang ở trong căn nhà. Thấy vậy, người dắt xe rời đi mà không đóng cửa. Việc sau đó đứng cảnh giới để Đường đi vào, dùng đoạn bẻ khóa, lấy đi chiếc xe tay ga đắt tiền. Sau đó mấy ngày, cả hai lại quay lại khu vực này, tìm đến căn nhà cũng như trên đường Đặng Thùy Trâm chờ sẵn. Khi thấy người mở cửa liền tiếp cận, Đường lại nói, để anh đóng cửa cho. Chờ vắng, Đường đi vào lấy trộm một chiếc quay anh pha. Cùng thủ đoạn trên, cả hai tiếp tục lấy thêm một chiếc xe Honda Vario tại ngôi nhà trong hẻm đường Soviet Nghệ Tĩnh, phường 24, quận Bình Thạnh, hôm ngày 13 tháng 10. Ngoài ra, Kỳ và Trung cũng được xác định đã gây ra 3 vụ trộm xe khác, gồm 2 vụ ở quận Tân Bình và 1 vụ tại huyện Nhà Bè. Một trong các xe lấy trộm được, Trung và Kỳ đã mài số khung, số máy rồi làm phương tiện hành nghề. Các xe khác được tuồn cho 2 nam thanh niên lạ mặt, mang bán xuống tỉnh Vĩnh Long hoặc tỉnh Tây Ninh rồi từ đó đưa sang Campuchia. Từ ngày 12 tháng 10, Trung dùng xe đã mài số khung, số máy, gắn biển số giả chạy từ Đồng Nai chạy xuống quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh để chờ Kỳ đi trộm. Cả hai đến công trường xây dựng trên đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh lấy một chiếc xe máy. Chiếc xe này được mang về từ quận Bình Tân rồi tiếp tục đưa xuống cầu vượt 550, tỉnh Bình Dương bán cho hai người lạ mặt với giá 7 triệu đồng. Dày công rà soát trên nhiều địa bàn, trinh sát đội 2 BC02 xác định hai người lạ mặt này là Điệp và Long. Tuy nhiên, biết có động, Long bỏ trốn về Nghệ An nhưng vẫn không thoát. Tại cơ quan điều tra, cả hai thừa nhận là người vận chuyển, tẩu tán tang vật cho các nhóm trộm cắp. Riêng với Long được xác định thường xuyên móc nối với các đối tượng trộm cắp, tiêu thụ ở khu vực ngã tư ga, quận 12. Có thời điểm chỉ trong 2 ngày, ngày 7 và ngày 8 tháng 10, người này đã giúp cho các đối tượng trộm cắp tiêu thụ 3 xe máy. Mỗi xe Long xen tay lấy giá 500.000 đồng. Theo cơ quan điều tra, đây là băng nhóm trộm cắp tiêu thụ có phạm vi, địa bàn hoạt động rộng với các đầu mối, chân rết ở nhiều địa phương. Để đeo bám, khám phá, lực lượng phá án phải bỏ nhiều thời gian, công sức theo dõi mới khám phá được hành tung của các thành viên trong băng nhóm. BC02 để tiếp tục làm rõ, tìm bị hại và mở rộng điều tra. Những thông tin vừa rồi đã khép lại điểm tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành và theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.